9, 10, 11 là các tháng cao điểm sửa chữa của EBS trong năm 2019 khi thực hiện các công trình sửa chữa lớn quan trọng trải dài từ Bắc vào Nam, bao gồm 5 công trình trung tu nhà máy điện Phú Mỹ 1 Bà Rịa Vũng Tàu, GT13, Lò 11, 12, 13, ST14. Thời gian dự kiến thực hiện từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 2 tháng 11 tại Bà Rịa Vũng Tàu. Đại tu tổ máy S1, nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, Bình Thuận, công suất 622 MW, thời gian dự kiến thực hiện từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 26 tháng 11. Đại tu turbin máy phát điện nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn, Thanh Hóa, công suất 300 MW, thời gian dự kiến thực hiện từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 25 tháng 11. Trung tu nhà máy nhiệt điện Thái Bình, tỉnh Thái Bình, công suất 300 MW, thời gian dự kiến thực hiện từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11. Tổng giá trị thực hiện các công trình này sắp xỉ 1.200 tỷ đồng. Huy động toàn bộ tinh hoa, trí tuệ của EBS, bao gồm kỹ sư, chuyên gia, công nhân bậc cao. Theo ghi nhận từ các công trường sửa chữa, tại thời điểm hiện tại, các phân xưởng sửa chữa của EBS cũng đang trong giai đoạn nước rút hoàn tất các công tác chuẩn bị nguồn lực, vật tư, thiết bị, máy móc cần thiết cho các công trình sửa chữa. Đồng thời, công tác an toàn HSE cũng được chuẩn bị sâu sát đến từng nội dung công việc, mọi tình huống nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe người lao động có thể xảy ra đều được lên phương án phòng ngừa. Bên cạnh đó, EBS cũng tăng cường trao đổi với đơn vị phát điện nhằm thống nhất các phương án thực hiện, đảm bảo chất lượng tốt nhất cho các công trình. Tất cả những cái công việc về con người, công cụ, dụng cụ, vật tư, an toàn là hiện tại thì đều đã được kiểm soát và nhóm công tác tự tin là thực hiện tốt cái công tác đại tu bin máy phát ở Nghi Sơn này. Mặc dù cùng một thời điểm phải thực hiện nhiều công trình sửa chữa, nhưng với năng lực, kinh nghiệm, trình độ công nghệ của một thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực bảo dưỡng nhà máy điện, EBS cam kết đảm bảo an toàn, tiến độ, chất lượng các công trình sửa chữa, đáp ứng yêu cầu của nhà chế tạo và đơn vị phát điện.